À, giới thiệu với cả nhà đây là cây củ cải đỏ cả nhà nhé. À, củ cải đỏ chơi Tết này. Lộc lá rất nhiều ở cái củ cải đỏ này. Phong thủy, hàng phong thủy. Cây củ cải đỏ. Trông rất là xinh ấy cả nhà ạ. Có củ hết rồi nhá. Bé bé này mà đã có củ rồi này. À, những dòng giống mới ở bên nhà vườn Hải Đăng có rất là nhiều nhá. Ở đây là chỗ nhà vườn đang ươm này, nó là cây giống thôi. Vài hôm nữa thì nó rất là đẹp đấy. Chỗ này là cây lá mè Hàn Quốc này. Rất nhiều loại ở nhà nhá. Hương thảo, oải hương bụi to này, chuẩn bị ra hoa rồi. Rất nhiều loại.